Xin chào mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu quý 3 này, cái trang điểm này, cái chụp hình này, cái livestream mẫu tựa da vuông chân bạc bên mình cho các bạn xem nhé. Ghế thì có thể xoay được 360 độ và nâng lên hạ xuống từ 60 đến 82 cm nhé. Mẫu mình đang ngồi thấp nhất là 60 nhé, cao nhất là 82 nhé mọi người nhé. Cái đệm của nó rất là êm, tựa lưng cũng gọi là thoải mái nhé mọi người nhé. Nó chỉ đơn giản, nó chỉ tựa đến đây thôi nhé mọi người. Bây giờ đến gần đây mình sẽ quay chi tiết sản phẩm cho các bạn xem. Màu sắc bên mình thì rất là đa dạng. Ở đây thì mình quay tặng 4 màu ấy để cho các bạn tham khảo nhé. Mặt ghế thì là chất liệu bọc da này, dễ dàng lau chùi khi bận này, kiểu dáng thì mang một phong cách hiện đại này, từng đường kim mũi chỉ này các bạn thấy không, độ hoàn thiện rất chi là cao nhá, đẹp êm này, tựa lưng cũng thoải mái này. Đây, mặt sau của ghế đây mọi người nhá. Chân của ghế bên mình ấy thì là kim loại mạ inox màu bạc rất chi là bóng và đẹp. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy. Ngoài 4 màu mình đang quay ra mình còn có thêm 3 màu nữa, tổng là có 7 màu cho các bạn lựa chọn cơ. Thôi mình chỉ giới thiệu qua sản phẩm một đoạn vậy thôi. Mình cảm ơn các bạn. Mình chào các bạn.